Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng báo Bà Rịa Vũng Tàu và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh lãnh đạo sở thông tin và truyền thông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp sự nỗ lực của toàn thể cán bộ biên tập viên phóng viên nhân viên đang công tác tại báo bà rịa vũng tàu và đài phát thanh và truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh đến với nhân dân không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng cải tiến hình thức sản phẩm báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết xây dựng đội ngũ giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển. Cùng ngày, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn và đại diện tập đoàn SCG đã đến chúc mừng đài phát thanh và truyền hình tỉnh, đồng thời cảm ơn đài thời gian qua đã tích cực tuyên truyền các hoạt động của công ty, nhất là các chương trình dự án vì cộng đồng đại diện hai đơn vị cũng mong muốn đài tiếp tục đồng hành hỗ trợ công ty trong công tác truyền thông về dự án cũng như các hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới